loại này mà cái này cũng đang nứt này, đang nứt hết rồi. Lấy đất ra. Không chờ mà lấy là nứt, nứt chờ thí dụ để cho nó khô gắn keo lại bắt đầu thả nước mới giả cái đất ra. Yeah. Chứ mà chờ mà ngoái là vỡ luôn. Đây là cái lốt của nó đây này. Ví dụ như cái đá này nó giải này, nó giải trên cái lốt này. À giải trên giống kiểu những cái đá giải này. Còn cái lốt thí dụ gốm là nó xanh này, gốm nó xanh xanh này. Đấy. Đấy. Đây này. Đá nó giải này. À, đấy là đá giải. Đá giải này. À, họ sẽ giải toàn bộ cái lớp này lên trên. Giải xuống dưới. Rồi bên dưới này có không ạ? À, giải xuống dưới rồi nằm lên trên ạ. Cái đá trắng trắng là họ giải trên rồi bác. Giải dưới cái phần đất vàng của nguyên thổ. À. Bắt đầu người ta đây lớp đất sét nó có vẻ là đen rồi chứ nhỉ? Đất này đất đen là đất lốt đấy chứ. Rồi, đây khoảng mấy người đây, trước đây bác đi khoảng mấy người? Đây một hố này. Cháu đang đỡ một hố. Vâng. Nghĩa là theo chú là họ xếp theo một chiều ngang như này. Chạy dài một bên này. Hôm rồi chú chuyển một lúc khoảng bao nhiêu ngôi mộ chú? Khoảng bao nhiêu cái đấy chú chuyển đi? Chuyển thì không chuyển. Trước đây thì chuyển, chờ không chuyển. Bây giờ đều hết rồi chú. Chờ thì nó múc hết lên rồi. Mang đi đâu? Mang đi đâu nó múc hết lên đây. Họ múc lên đây này hết rồi nhỉ? Tập hết luôn. Ừ. Nằm tách biệt hẳn so với 7 làng còn lại, làng Tiên Nông thuộc xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nổi tiếng khắp vùng vì có ngọn núi được mệnh danh là núi Tiên. Theo người dân kể lại rằng, phía sau làng có một ngọn núi đá có tên Tiên Nông. Tại khu vực này, người dân đã bắt được nhiều loại cổ vật có giá trị bằng vàng, đồng. Họ đã đem bán và xây dựng nhà cửa khang trang, rộng rãi. Cách đây đúng 27 năm, có một thanh niên có tên là Vũ Văn Lam đi lên núi chơi, bất ngờ nhặt được hai cái đĩa bằng vàng. Anh này đã đem bán đĩa lấy hơn 20 triệu để xây nhà cao tầng và sinh sống ở ngay gần chân núi đá này. Có một chàng trai to khỏe trẻ khác, nhà lại ở gần chân núi. Khi đi cày ruộng đã bất ngờ gặp phải một vật lạ khiến chiếc cày của anh bị gãy đôi. Khi anh dừng lại để xem vật lạ kia là gì mà khiến chiếc cày có thể gãy ra như vậy thì anh vô cùng bất ngờ vì đó là một chiếc chuông bằng vàng. Sau khi bán lấy tiền, người thanh niên này đã về sống một cuộc sống dư giả theo kiểu an phận ao cá cho đến tận ngày nay. Không chỉ có vậy, gần đây nhất 11 năm về trước, nhà anh Vũ Văn Trường ở ngay cạnh chân núi Tiên trong khi đào ao thì anh và gia đình đã bất ngờ nhặt được một tượng Phật có nghìn mắt nghìn tay bằng ngọc. Tượng Phật này có kích thước chỉ bằng cái bật lửa nhưng lại tỏa ánh hào quang rất lấp lánh. Cũng giống như những người dân trong làng, anh Trường đem bán tượng được 10 triệu đồng. Trong khi đào hố để trồng cây, gia đình ông Trịnh Văn Tâm đã đào được một con ngựa bằng vàng dưới chân cây đa to ngay trong vườn nhà cách chân núi Tiên. Theo bố tôi kể lại, cứ vào 12 giờ đêm những hôm trời đổ mưa phùn gió bấc, trên ngọn núi Tiên xuất hiện một con vật có hình con ngựa chạy quanh gò. Con ngựa này đổi màu liên tục, lúc nhìn ở xa thì có màu đỏ, nhưng khi lại gần lại chuyển là màu xanh. Ngoài kho báu kỳ bí, giàu có, núi Tiên Nông còn là nơi trú chân của loài chăn khổng lồ. 30 năm về trước, người dân trong làng Tiên Nông đã bắt được con chăn to hơn nặng hơn một tạ đang nuốt gần hết một con dê núi. Người dân trong làng xẻ thịt con chăn để chia nhau. Theo nhiều người dân nơi đây, hiện trên núi cũng đang có một ổ chăn rất lớn, nhưng chưa có ai dám vào để bắt họ sợ con chăn chúa trả thù. Để xác thực toàn bộ những câu chuyện trên, anh em chúng tôi đã có mặt tại chân núi Tiên Nông thuộc xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa để ghi hình cũng như trò chuyện cùng những nhân vật đã được báo chí đưa tin. Kính thưa quý vị, hiện tại thì mình đang đứng ở dưới chân núi Tiên Nông của huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Và cái vị trí mình đang đứng đây là thuộc vườn của nhà chú Vũ Văn Lam, người mà gần 30 năm trước, chính thức là 27 năm trước, đã từng đào được cổ vật, đó là cái bức tượng Bồ Tát, gọi là tượng Phật đó các bạn, trăm mắt nghìn tay bằng ngọc. Và sau này thì đào cũng được rất nhiều những cái cổ vật khác như là những gốm, mảnh gốm, mảnh sứ, hay là chú phát hiện được nhiều những cái ngôi mộ tiền sử theo các nhà khoa học đã từng về đây để nghiên cứu là có niên đại khoảng 4.000 năm các bạn. Và đây là mảnh vườn nhà chú đó các bạn. Trước kia thì sau khi đào ao thì chú cũng từng phát hiện được cái tượng Phật Ngọc đó các bạn. Và sau này thì chú có bán những cái báu vật đấy từ cách đây 27 năm mà theo chú nói là bán được tới gần 40 triệu các bạn. Thì theo chú nó có chia sẻ là đây là lộc trời cho. Sau khi bán là chú có chia cái phần lộc đó cho hai người em.
đó là chú Trường và chú Lâm, thì cả ba anh em đã có tiền để xây nhà. Cái thời điểm đó vàng chỉ có 300.000 một chỉ thôi các bạn, mà được gần tới 40 triệu là các bạn biết bao nhiêu tiền rồi. Và điều gần đây nhất là chú ấy đang múc lại cái ngôi vườn này các bạn này. Thì sau khi múc thì chú lại phát hiện được rất nhiều những cái ngôi mộ ở đây. Nhưng mà hiện tại thì bộ xương các thứ không còn, nhưng mà còn lại những cái hình hài giống kiểu là cái lớp xương trắng nó còn bám lại. Nhìn có sẽ thấy được luôn đó các bạn. Theo chú thì có những bộ xương dài tới 2 mét. Và cái bộ xương sọ đấy nó to như cái nồi cơm điện rồi các bạn. Hiện tại cái khu vực này thì mình đang đứng khu vực vừa rồi chú phát hiện này. Theo chú là cả nguyên một cái dãy này luôn các bạn. Chú cũng tò mò không hiểu sao tại họ chôn là cả một dãy vậy. Là do dịch bệnh hay chiến tranh hay là nơi để họ hỏa táng, bịa táng ở đây các bạn. Họ chôn cất ở đây các bạn. Đây là những lớp đất ở đây đen này các bạn. Thì chú có nói là những đoàn khảo cổ họ có mang máy về đây họ dò kim loại xem có kho báu gì không. Nhưng mà đất ở đây nó bị nhiễm kim loại các bạn, nên là không thể dò được. Nên là chỉ còn cách là gọi là đào thôi. Có thể là những cái bước chân mình đang đi, những cái vị trí mình đang đi là những cái bộ hài cốt ngày xưa đã được móc lên các bạn. Chú từng có nói là khi mà những cái năm đầu tiên phát hiện một vài cái thì chú có mua tiểu rồi cũng vàng tiền rồi mang đi khu vực khác chôn cất. Nhưng mà thời gian gần vừa rồi thì chú múc lên gọi là quá nhiều luôn các bạn, là cũng không thể di rời được hết. Có thể là những cái mảnh vườn đây, những cái hạt đất ở đây đều là những cái gì còn sót lại của cái nơi mà bộ tộc cổ ngày xưa họ đã an táng ở đây các bạn. Đó, là chú vào đây là à. Có bên khảo cổ á, là người ta đến là người ta khai quật lên, người ta xin thì chú cho người ta khai quật. Thì trong khai quật thì quá trình thì đào cả khoảng 4-50 phân là động một cái lốt người đấy, đào một xương hình thù xương sọ to lắm. Đang bị phong hóa hết rồi đúng không? Không, hắn đang còn hình thù nhưng mà hắn phân hủy rồi. Vâng. Loại hắn còn tàn đấy. Vâng. Mà hình người cái kiểu là cái bột trắng nó còn dính lại rồi. Giờ khi là chú thấy chú bảo thôi mẹ chờ phải đưa đi chỗ khác vì ở nhà hắn không có thuận lợi. Thì quá trình nữa thì chú đem đi, thì đến khi chú làm nhà thì anh em đến đào thì lại động lốt nhiều lắm. Nhiều lốt lắm ạ. Nhiều lắm, dày đặc này, lại là dày đặc này. Trong nơi có hố thì được phòng đá, hố thì được cái ống đá, có hố không có gì cả. Đại loại là có gốm, có gốm chèn, gốm to, gốm bình này, gốm bình. Gốm to đấy, cái gốm bình nó to như thế này này, và nó đại loại có cây lành, có cái thì vỏ. Thì trong quá trình thì chú cũng không biết là cái gì, nhưng mà thấy các anh làm khảo cổ bảo là 4.000 năm rồi. 4.000 năm, quá lâu rồi. Rồi. Thì toàn có chống đào về núi đọa này. Vâng. Đấy, chống đào về núi đọa thì chờ vẫn khai thác mà. Đại loại là thỉnh thoảng anh em đến là chú cứ cho khai thác thì giải tỏa cho người ta để người ta siêu thoát đi đấy. Vâng. Đấy. Chúng... Nghĩa là trong khuôn viên vườn nhà mình hết ạ? Ở trong vườn này hết này. Đại loại đấy ạ. Cái khu này chú ở này. Nhưng mà họ có giải thích là cái thời này là ở đâu họ di dân đến hay là cái nguồn gốc ở... Không, bọn khảo cổ thì họ không trả lời. Không trả lời. Họ chỉ mang đi thôi ạ. Trước thì bảo người giao chỉ nhưng không phải. Đây là cái thời thế hệ lầu đầu đá thôi, đầu đồng đầu đá. Đầu đá vì đến đầu đồng. Đấy, trong quá trình đó. Thì chú mới thấy anh em cứ xin đào chú chưa đào. Thì chú cũng đi hỏi thì người ta nói là mẹ phải cho người ta siêu thoát. Vâng. Loại là cho người ta siêu thoát đi hết đi. Giờ mình làm ăn mới biết thôi. Thì vừa rồi chú đi múc cào đây thì nói chung thì cũng có động lốt. Dày lắm. Lốt dài cả 2 mét hơn 2 mét. Mẹ ngày xưa cái sọ mà nó dày như cái cùi dừa ấy. Nó mỏng giờ đâu. Đấy, như thế đó. Cam hàm mẹ răng nó còn. Đấy, nhưng mà nó thiêu cái hệ là nó mục. Nó còn thì có gọi là tàn. Ngoài lốt ra thì chú có đào được cái gì nữa không ạ? Ngoài lốt thì nói chung anh em gặp may thì được cái ống đá hay cái vòng thôi. Mấy cái đấy là mình có giữ lại không hay là mình bán rồi? Thì nói chung vừa rồi chú được cái ống đá thì chú bán rồi, còn có cái vòng biết thôi. Ống đá? Chú đá được bán được nhiều không ạ?
À, cái loại đó thì nói chung là những được 7-8 triệu mà không thì được khoảng 3 triệu. Vâng. Như còn cái vòng bây giờ còn vòng còn chứ. Cho cháu bọn cháu xem đi không bà? Rồi, chờ uống nước thì chú nước xem. Có gì đó. Đơn giản mà. Dạ. Mà những cái vết tích mà giống như kiểu xương vừa rồi chú đào chú còn thấy thì bây giờ bền nổi có nhìn thấy được không chú, hay là chú... Bền nổi vẫn có chứ. Chú chuyển đi hết rồi, có cái chỗ nào còn hiện trạng bây giờ có chuyển sao được chứ, chú nghĩ là có một cái chuyển một cái thôi chứ. Dạ, xong thấy da dài giặc nữa thì mà chuyển sao được, mua tiểu một tiếc đưa ra ngoài đây này. À, chú rồi trước là ở ngay góc sân đây. Thế chú ở nhà chú thấy mẹ nó bất tiện á. Vâng. Sao đưa đi chứ. Chú chuyển ra gần đây không chú? Cũng ngoài đồng cũng gần cũng được. Dạ. Cây thôi. Nhưng mà hiện tại ở vườn nó có chỗ nào có thể nhìn thấy những cái vết tích mà chú chưa kịp chuyển không? À, có chứ, chờ đang còn chứ. Vâng, lốt, có thể cho bọn cháu xem qua. Lốt đất điền với ấy còn nhiều. Dạ. Chúng còn nhiều lắm, đầy khiếp lắm. Này có khi nào là cái nghĩa địa của người ngày xưa không? Thì hắn là như thế đây. Dạ. Nói chung là ngày xưa người ta gọi là nghĩa địa đấy. Vâng. Còn nhà ta thí dụ vòng ống đá người ta có bao nhiêu người ta chia đấy. Dạ. Các cái đồ gốm á. Là thí dụ cái bình to bình nhỏ giống mình sinh hoạt giờ này là chia cho nhau đấy. Dạ, chứ cũng không phải bảo kiểu là họ đi an táng theo những cái đồ rồi, vật. Rồi, còn đồ đá, đồ đồng thì cũng có nhưng mà kiếm mát thôi. Vâng. Thí dụ các cái kiếm nhỏ nhỏ thì cắt gọt thôi, nhưng mục hết rồi. À, nó mục hết ạ. Rồi. Chứ còn toàn đồ gốm xanh, gốm dạ. Vàng. Dạ. Thôi để chú lấy cái đồ cho cái chú xem. Dạ dạ. Rồi nhá. Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Đá thông lắm. À, cái viên đá này giống như nãy hồi bên nhà chú Lâm soi nó có lên màu không chú? Màu chứ. Vâng đúng rồi, soi hồi nãy bọn tía này, thông tía đấy. À nãy bên kia soi mình soi mới lên màu đỏ hay màu gì ta? Mà bên kia to hơn nhỉ. Bên kia thì cái mảnh. Vâng, cái mảnh to. Mảnh thôi, cái mảnh chú đưa cho mày. Cái này giống như kiểu là để đeo theo họ chuỗi dây họ đeo ấy. Đeo hoa tai á. Đeo hoa tai. Đây là đây là bằng cái gì không? Đây bằng đồng à? Đá chứ. Đá, đá, phiến đá. Đá nhưng mà đá đổi màu. Đá đổi màu đây, đá quý đấy. Vâng. Người ta mài mà người ta rủa đẹp nha, nét sắc nét đẹp này. Đây đẹp giống như rồi. Là đúc khuôn đúng không anh nhỉ? Công nhận họ mài. Nói chung là ngày xưa nhắn ta, luôn. Ta cứ cho là người ta làm cái ý nghĩa là trao đổi bằng tiền. Dạ. Chú thấy mà đây hắn cũng nhiều cái nhỏ nữa này. Không, thí dụ là một đồng này to, không đồng nào giống đồng nào. Dạ. Đấy. À, nó hình thù nó khác nhau hả chú? Khác nhau, hoàn toàn. Đó. Thí dụ một vía một cái loại vải tút này á, vòng này á là các chú cứ kêu bằng vải tút thì cứ cái to cái nhỏ. À. Nhưng mà gặp được cái này thì nấy đứa cũng có tiền rồi đó. À. À, cái này là trả chú 500 chú chưa bán. À nghĩa là chú múc lên nó vỡ rồi hay là thì không may mình vướng vướng mà nó vỡ. Hắn đã xích đời này, trước đây là hắn gần liền với nhau. Dạ. Gần liền đi này. Vâng, à, nhưng mà bị làm vỡ. Nó chờ ấn vỡ. Dạ. Đá thông lắm, đá bật điện thoại lên thấy sáng choang. Vâng. Cái này mà buổi tối mà tắt hết đèn đi là sáng rõ. Vâng, trời vẫn thông mà. Thử lấy điện thoại kìa. Điện thoại dí vào đây vẫn thông tía này. Dạ. Tía cạnh như cái đá ấy đâu. Đá đổi màu mà. Thì anh em sẽ thử bật đèn LED xem có cái đổi màu. Cái dòm sát tôi thấy, này cầm một tay ấy. Bác đặt sát vào chú có đặt hẳn vào cái đèn này hộ bọn cháu. Đấy, thấy màu đỏ ở cái phiến đá. Màu đỏ kẻ kẻ đây. Ờ, lên. Sát luôn, bác đôi cũng được. Úp hẳn vào. Úp hẳn vào. Cái này hơi dày. Vâng. Úp hẳn vào cái này hơi dày. Ừ, vẫn có một sáng cái không? Màu sáng. Vẫn có một chút màu đỏ. Đỏ, hắn đỏ huyết mà. Vâng. Dạ. Đỏ thông đấy. Dạ, dạ. Đỏ, đỏ thông đấy. Cái này đỏ thông luôn. Vô tối là đỏ thông. Như máu luôn. Như màu máu luôn ạ. Ờ. Cũng lạ nhỉ, các cụ ngày xưa cũng kiếm được cái đá này ở đâu mà, mài cái độ mà mài cái độ mài nhẵn này cho thấy cũng quá tinh vi luôn à. Nhẵn mà lại còn sắc cạnh nó noi. Rồi. Mài tròn xuê đi nói đùa chứ mình làm sao được, máy móc khó đấy. Dạ. Mày nói là cái đời nào đấy đúng là chú cũng chịu. Vậy là cái người ngày xưa mà nhặt được cái bức tượng Phật mà trăm mắt nhìn tay là chú hay là chú Lâm bên kia? Là chú luôn à? Dạ. Chú là đào hai hố ở đây này, hai cái am đốt. Đó. Là hắn có một cái gương, hắn cũng nhỏ thôi, cũng không to đâu. Cái Phật bà đại loại là cái gương bằng cái này thôi. Đi mấy chú tiểu. Một cái Phật bà à? Bằng cái tích chén này à? Phật bà cao thế này. Đại loại cái gương. Cái mấy gương chú tiểu nhỏ nhỏ đâu. Mấy chú tiểu. À, một chú thôi. Cái đấy là bác bán à? Bán lâu rồi. Đấy là bằng ngọc hết hết luôn ạ. Hắn là đồng. Đồng. À, con đi vào đấy con. Nó là đồng mạ kê đấy, mạ kê vàng.
Cái tượng Phật đấy cũng bằng đồng hết. Cũng bằng đồng hết. Mà cái đấy là chú ba hết à? Rồi. Còn có mấy cái hồ lô, cái ông hồ lô á, mà cầm cái cỏ hồ lô này là bằng đá. Dạ. Rồi bằng tía tía, cái kiểu đá tía. Cái đấy thì chú đào được năm bao nhiêu ạ? Năm đến năm 97, 96, không năm. Cũng gần gần đó đó. Vậy là rơi vào khoảng 97, 98 gì đó. Mấy chục năm. Rồi. Rồi 97, 98 thì rơi khoảng 40 năm. 30. Chỉ có 30 năm. 78, gần 30 năm chú làm ngoài đây này. Dạ. Cái ngày đấy chú bán giá trị cái tượng Phật đấy khoảng bao nhiêu tiền? 35 triệu. 35 triệu ngày đó. 35 triệu lúc đấy làm được cái nhà rồi. Vâng. Nhưng mà năm anh em ấy. Và ngày đấy là có mỗi có mấy trăm một chỉ. Có 300 mấy mà. Vâng. Chứ là dân ở đây hình như là nhà bên Bắc Lâm cũng nhặt được vàng. Được đồ cổ. Nghĩa là chú nhặt là vàng bán... không có, ở đây vàng không có đâu. Rồi chú chia cho anh em. Thì tất cả anh em làm mà chia cho nhau chứ. À vâng, là vậy có anh có em có tình đoàn kết. Chứ còn mẹ thì đâu phải ăn cả được. Gọi là lộc trời cho, mỗi người hưởng một chút. Như toàn là đồ cổ đúng không? Không phải vàng mà đồ cổ đúng không? Không có vàng, đây nói chuyện là đúng. Ngày xưa có thể không thấy một tí vàng nào, có tí bạc thì có. À có bạc luôn ạ. Giờ nhưng mà nhỏ tí xíu. Không biết chú bỏ đi nhà dưới chú phá mất rồi. Nó nhỏ xíu thôi, nó bằng cái này thôi này. Bạc tròn xia. Rồi chú bỏ cái kia thì không biết loạt chỗ nào, bữa chú tìm không thấy. Nói chung ở đây á là hắn là bảo là 4.000 năm mà không biết có phải hay không. Còn các cháu chờ tìm lại cái khẩu vật này thì ở trong cái bảo tàng vẫn có. Bảo tàng có là chụp ảnh khi là cái hố đây này. Có Thiểu Yên gì đấy. Là làm ứng trọng. Trọng trời chắc cũng phải ngoài 40, 50 trọng trẻ nhất. Bà Hiền, như ông gì đấy. Chọ bên bái đấy sang đây làm mà. Lúc đấy chú cho làm ấy chứ. Cũng làm từ năm đó là năm 2006. 2006 đúng không? Là lúc đó 2006 là đụng với cái hố đó. Xong chú cũng quan niệm là bảo thôi chờ thấy người ta thì thôi dừng lại thì đưa đi mua tiểu mua tiếc vang hương đưa đi chứ. Mình nghĩ đâu có một cái cơ. Đến khi mẹ đào làm nhà này thấy rõ lắm. Nhưng mà nó không nằm sát lên nhau hay là cách biệt rồi chú? Cách. Cách. Nó như kiểu là tập thể. Rồi, thí dụ cách khoảng 20-30 phân. Lại có một người mà để một dãy luôn. Một dãy ngang luôn. Nhưng mà ở lớp trên của cái những cái phần mà chú phát hiện có họ có xếp cái gì lên trên không chú? Có đá. Xếp đá lùng quanh rồi chèn, thí dụ có bình gốm to này rồi bình nhỏ đấy, cái bình gốm đang để vào sân đây này. Ngoài sân chú đang còn bình gốm, còn cái đây ở trong cái bình có cái gì không chú? Có đất không đây? Có đất không lấy vào đấy. Rồi bây giờ xem một số cái bình lành đấy. Đây chú lấy xem, cái này là chú mới đào được đúng không? Đây chú thấy cái khuôn viên nhà mình này cũng mới đào. Đất liền không. À đây bình gốm nhỏ xíu đây. À đấy ạ. Có cái nào to hơn không chú? Cái này như cái đậu. Loại này mà cái này cũng đang nứt này. Đang nứt hết rồi. Lấy đất ra. Không chờ mà lấy là nứt. Chờ thí dụ để cho nó khô gắn keo lại bắt đầu thả nước mới giả cái đất ra. Chứ mà chờ mà ngoái là vỡ luôn. Nếu mà trong đây có vàng gì? Không. Trong đây có đất mà. Thí dụ ngày xưa người ta chia đấy. Chia thí dụ là 10 cái người ta chia mỗi người mấy cái lúc người ta qua đời đấy. Để bên cạnh những cái ngôi mộ này, những cái đây giống như cái chén để uống nước nhỉ. Đúng rồi. Ngày xưa người ta làm để uống nước. Rồi đúng rồi. Bên cái nhỏ còn nấu thì không nấu được rồi. Rồi. Cái đây là giống như là đất nung mà. Gốm chứ. Gốm. Gốm dạng gốm. Chất gốm. Gốm vàng. Vàng gốm xanh. Chú đang để đây để ngâm nước. Vâng. Đấy. Ngâm là sẽ bổ. Cho cháu xem cái khu vực mà chú phát hiện được những cái địa điểm kia đâu ạ? À đấy. Dạ. Đây là khu vực vườn nhà chú này các bạn này. Không rồi chú cũng mới gần đây thôi, cách đây có vài ngày thôi. Chú cho máy múc đào lên thì cũng phát hiện được một số những cái nơi giống kiểu như ngày xưa họ an táng người cổ các bạn. Dạ. Lên YouTube. Đây khu vườn này chú là nằm ngay ở trên núi Tiên Long luôn các bạn. Toàn bộ khu vực này luôn ạ. Thì nó còn đây này.
chứ gì cho bọn cháu được, bọn cháu đi đỡ ngoài dẫm lên. Nhưng mà chắc là chú di rời hết rồi phải đúng không? Không, không di rời. À vẫn còn để lại ạ. Không còn cái gì đấy ạ. Đại loại là cái lốt của nó đây này. Ví dụ như cái đá này nó dãi này. Nó dãi trên trên cái lốt này. À dãi trên giống kiểu những cái đá dãi này, còn cái lốt ví dụ gốm là nó xanh này. Gốm nó xanh xanh này. Đấy. Đây này. Đá nó dãi này. À đấy là đá dãi. Đá dãi này. À họ sẽ dãi toàn bộ cái lớp này lên trên. Dãi xuống dưới. Rồi bên dưới này có không ạ? À rải xuống dưới rồi nằm lên trên ạ. Cái đá trắng trắng là họ rải trên được không? Rải dưới cái phần đất vàng của nguyên thổ. Bắt đầu người ta đây lớp đất sét nó có vẻ là đen rồi chú nhỉ. Đất này đất đen là đất lốt đấy chứ. Dạ. Đây khoảng mấy người đây, trước đây bắt đây vừa khoảng mấy người. Đây một hố này, cháu đang đỡ một hố. Vâng. Nghĩa là theo chú là họ xếp theo một chiều ngang như này. Chạy dài một bên đây. Hôm rồi chú chuyển một lúc khoảng bao nhiêu ngôi mộ chú? Khoảng bao nhiêu cái đấy chú chuyển đi? Chuyển thì không chuyển, trước đây thì chuyển chờ không chuyển. Bây giờ đều hết rồi chú. Chờ thì nó múc hết lên rồi. Mang đi đâu? Mang đi đâu nó múc hết lên đây. Họ múc lên trên này hết rồi này. Tập hết luôn. Ừ. Nghĩa là có những cái hố mà chú nhìn thấy hình thù giống kiểu một cái đầu lâu luôn. Rồi. À đấy. Hôm sau mới mẹ cho chú số điện mới sau khai quật đằng đây cho đến với chụp ảnh. À tiếp tục hẹn chú xuống khai quật ạ. Rồi. Chú sẽ khai quật. Họ có hẹn ngày không chú hay là hẹn cái gì chú bảo nó múc lên cái là nó à là... hôm nào chú múc khoảng đi lát nó xin số điện thoại. Vâng. Dạ. Đơn giản mà. Dạ. Cái đây nhiều lắm. Vâng. Chú mẹ nói thật chú là chú không có quan niệm gì. Dạ. Chú không có sợ đâu. Vâng. Nhưng mà có điều là không may mình đụng phải họ. Cái tuổi của chú là cứ ở đây được. Dạ. Đây này, đất điên không này. Nhiều lốt. Đất đen là đất lốt đúng không ạ? Đất lốt. Có thể giống kiểu là nó phân hủy à. Dạ. Phân hủy hết. Cái khu này vườn nhà chú cũng rộng phết nha. Ủa và cái hồi chú nhặt được cái tượng Phật đấy là ở cái ao ngoài dưới kia. Ngoài ao, ngoài ruộng, làm ruộng mình thấy. À làm ngoài ruộng mình thấy ạ. Đốt thì đây còn nhiều lắm. Đất này, đất đây toàn đất đen này các bạn. Còn mình vậy nếu mình rời đi thì mình rời kiểu gì ạ? Mình hốt cái đất đen đấy mình rời đi rồi. Rồi chỉ hốt xương thôi. Ủa, còn xương rồi cơ? Còn chứ. Chỗ nào vẫn... còn xương không ạ? À? Ở đây ấy. Vẫn còn mẩu xương á chú? Còn, đang còn hình thù con người mà. Đây, à thế ạ. Cái lốt tàn thành trắng. Đâu ạ? Cái nào thành trắng là lốt tàn á. Cái tàn thành trắng. Tàn thành trắng giống kiểu là cái xương nó mục ra đấy. À đúng rồi. Đúng, gọi thành trắng mục. Chỗ nào thấy xương này? Đây tàn lá. Tàn. Đây toàn đá phiến trắng. Tàn đấy là tàn đấy. À đây tàn trắng, gợn lượn trắng trắng, trắng này. Nói này. Còn cái này là cái gốm này. À đây miếng gốm này. Gốm này, còn cái tàn là trắng trắng. Đây này. Đấy tàn đấy. Tàn đây này. Ồ quá trời luôn. Tàn đấy. Tàn ừ. Trắng xương đấy. Bây giờ đào hết lên lấn lộn hết rồi sao mà chuyển được đây? Thì nó lấn lộn hết mà. Thành cát ừ. Thành đất hết rồi. Không chờ một chuyển thì chuyển ở dưới kia được. Nếu mà đào là chuyển được. Nhưng mà cái một là coi như là một dãy người ở đằng kia là bắc bị vỡ hết rồi. Nó nhiều quá. Nhiều quá, không để đưa hết được. Giờ thành cát bụi hết rồi. Nhưng mà bác bây giờ bác làm vỡ hết ra cái khu vườn này bác. Cái vườn này là đã mười mấy năm là phát hiện ra rồi. Và phát hiện ra đồ cổ. Lúc chú làm nhà thì chú bận bỏ lấy nhiều chứ. Bán hàng tỷ bạc chứ. Vậy rồi. Ừ. Nên cứ đến cái đào lộ thiên này. À. Đào xong là chú để họ mang đi luôn. Có thì nó cho vài trăm, không có thì nói chung thì thằng nào thảo nó cho, còn không thì không cho. Nhưng mà đấy là bên chính quyền đất, hay là bên bác mà. Bên khảo cổ? À? Đất của bác đất mà. Của bác cho nó đào thôi. Nói chung là... Trần sau là bác không cho đào, từ bây giờ là không cho thảo. Nhưng mà cái khu băng băng kia cháu nghĩ đang còn thì chưa có ai đào đúng không? À cái khu đó thì cũng có nhưng thưa. Thưa. Còn ở đây là cái núi này chỉ có ống đá đây là có giá trị nhất, nó thông. Ống đá là giá trị nhất ạ. Thông, kể cả vòng này thông mà lành tuyết là cũng có giá. Chứ còn trên nội đây này cũng có đá này, đá xanh, đá mù, đá hồng thông, cũng ống đá nên đá mù. Cho thấy cái dãy núi này nó tương đối dài, thì cái đoạn dưới họ có gặp được cái gì không ạ? Hay chỉ có mỗi khu chỗ nhà có chú khu này, à. Này là có
cái gọi là đầu cổ. Trước là chú cũng làm được động hai cái am, thì cái thành am thôi, gạch muốn cam á. Vâng. Cái đào ấy là chú đào thấy thì chú không đào, thì chú gọi bọn ấy thôi. Yeah. Nhưng chú ở đây là chú không đào, chú chỉ gọi bọn ấy đến bọn đào thôi. Yeah. Còn mình này loại là chủ cũng không cần phải đào. Yeah. Để cho bọn đào siêu thoát thôi. Yeah. Mình không làm. Những cái thửa ruộng nhà chú làm ở trước đây hả? À. Trước nhà đấy. Yeah. Chú cũng không làm về cái gì lắm, nên lại là bọn xin đào chỗ đào thôi. Yeah. Chú mà đi đào chú ngại lắm. Người xưa người cổ chắc họ cũng nghĩ đến chuyện kiểu là thì an táng ở lưng chừng núi cho đỡ bị ngập nước các kiểu. Lúc ở dòng sông này này là ăn nước ở đây này, cho người ta ở gần đây. Vâng. Mà như cái lúc đó là người gọi là phải co cái đời vượn này chứ nhỉ? Vâng. Qua rồi. Co đời vượn rồi, đúng không? Vâng. Đời vượn nó sang đời gì đâu. Thời đó là cũng tiến hóa dần sang con người rồi đấy. Ăn lông ở lỗ xong rồi bắt đầu đến đồ đá. Xong rồi đến đồ đồng. Người giao chỉ. Đó, người giao chỉ cũng chờ nó con người giao chỉ chứ. Vâng. Vẫn con. Vâng. Người mà bàn chân cái tọt này. Yeah. Là đúng người giao chỉ đó. Thấp. Yeah. Khúc. Vâng. Thế còn mà lại vuông người. Vâng. Còn người của mình là trái chân to, không thôn là lai tàu rồi. Yeah. Đúng không? Ừ. Nhưng mà đây theo chú nhận định là những cái mảnh xương người dài tới hơn 2 mét. Ta có tính từ 2 mét. 2 mét. Cầm hàm to. À đấy. Cầm hàm to lắm chứ không phải nhỏ đâu. Mẹ như cái người gọi là người vượn ấy. Cái bộ xương sọ chắc phải như cái hộp nồi cơm điện. Nói chung con vượn ra thì cái xương sọ, cái cầm hàm như thế. À, hơi kiểu rô ra. À, rô ra. À, chán to, lâu lắm rồi. Đầu to rồi mới tiến hóa. Chân mẹ các cái ống giang tay đã dài gì mẹ to chứ, xương mẹ cú tay mình bằng cái xương người ta mẹ này. Nhưng cái thời điểm đầu tiên mà chú phát hiện này, chú có thấy sợ hay là chú chẳng sợ gì? À đấy. Nói chung là chú thấy bình thường, nói chung là chú không cảm nghĩ bảo là mình ở đây sợ gì. Nên chú có sợ chú lại không kiên thiết chú làm. Vâng. Ngược lại là, là chú mình nghĩ này, đây là mẹ cái tuổi của chú và cái mệnh của chú. Yeah. Thì cái ở đất này đó. Thì chú là tuổi Mậu Thân. Yeah. Là đất nhà lớn đó, cho nên là chú ở đây mà chú sinh năm 68. 68, Mậu Thân 68. À, nhưng mà về cái tâm linh thì chú lại không chống trải. Yeah. Chú không gọi là bảo là mình ấy đã nọ kia, bảo là xong cái trận đó để mình sợ sệt hay gì đó. Mình không quan niệm. Dạ. Bảo là thôi trời cho đâu thì biết đó thôi. Còn chú có mấy anh em có mời thầy hoặc là về đây cúng để không, cầu chứ siêu cho những cái vong ở đây không ạ? Không, nói chung cái đó không, chủ yếu mình có làm ở nhà thì mình gọi là mời thầy thôi. Dạ. Chứ còn không thì mình cứ là cái tâm mình sao thì mình làm vậy. Vâng. Chú lên nhà mới chú cứ tâm chú thôi. Yeah. Bởi vì thầy người ta có cũng đúng hay không, mình phải xuất từ tâm mình ra. Yeah. Quan trọng cái tâm mình. Cái tâm mình, thí dụ mình làm ở nhà mình, cái tâm của mình là mình xuất từ mình ra mới được. Chứ chờ thầy cũng vơ cũng vấn đấy. Yeah. Tâm của ai nhỉ? Yeah. Chờ mình làm ra thì mình cái tâm mình chứ thôi. Vâng. Chú là cái tâm. Chú giống cháu ấy. Cháu cũng chú kiểu có thời điểm nào như kiểu sau cái thời gian đầu chú phát hiện có những cái giấc mơ hay có cái báo mộng gì không? Nói chung là giấc mơ báo mộng thì hắn cũng có. Yeah. Nói chung là những cái ngày mà chú làm đêm mà ở như đây này, làm mọc đêm á, 1-2 giờ sáng á, chú vẫn thấy ông thần núi chứ. Thần núi. Gọi là mắt mình lá co thôi. Ông điện lá co ở cổng này, ông cao to lắm. Yeah. Có râu tóc gì không? Nói chung là mình không nhìn thấy râu tóc, nhưng mặt vuông. Mặt vuông. Trán cao. Giống như những... Cao hơn 2 mét. À, ở trên cái núi Thần Nông họ vẫn nói về câu chuyện có con chăn khổng lồ ấy, chú có gặp bao giờ chưa? Không, chú không gặp chăn. Vô đây chú chỉ gặp rắn cẩm nhiều nhiều. À đấy ạ. Rắn cẩm nhiều, trầu, nhưng mà trầu cũng đỡ rồi, chứ về nhiều lắm. Ngày xưa là nước nó chảy đây, tràn qua phăng thì là nhiều lắm, nhưng mà trầu ít. Trầu đấy gọi là không có mấy. Những cái cổ vật như kiểu đồ gốm, đồ đồng nhặt ở dưới núi thì ở trên núi có ai nhặt được cái gì không nhỉ? Trên núi đồ nổi không có, không có đồ chìm, ví dụ nó nát thôi. Yeah. Ví dụ đào phải cái bãi nào thì là có đồ gốm.
mà gốm nát nhiều. Chứ còn cây này là anh phát hiện ra cách đây phải hơn chục năm. Ừ. Trên hang trên này có cái hang hốc gì không? Có chứ, nhiều hang lắm. Ừ. Chú đang nghi là ngày xưa nó ở là như cái hang đá trọng này, này. Hang rộng cái nhà. Trong hang có gì không? Trong hang thì chú không vào nơi được. Ừ. Sợ. Sợ rắn rết mẹ. Gần nhà chú mà. Trên cái tròng cao này. Ừ. Thì ngày xưa chú cảm nghĩ là người ta ở sao hay ở gốc cây quá nhỉ? Không thừa xưa hang. Thì họ ở trong hang trong hốc đấy. Giờ đúng rồi. Còn chưa có ai dám thử đi vào trong hang đấy ạ. Không sợ. Có rộng chú? Rộng chứ. Nói chung là rộng. Cái cửa thì nhỏ thôi nhưng vào rộng lắm. Dạ. Như cái động. Chiều anh em mình qua đấy. Ừ. Đấy là trên cái hòn đá tròng này. Anh có mang đèn không? Có đèn. Chiều chú cháu mình vào. Chú bận lắm. Chú bận. Chờ thôi, chú đang làm. Có nhờ ai dẫn đường lên đấy đâu không chú? Dẫn thì có mấy thằng nhỏ này cứ dẫn. Dạ. Nên chú bận lắm, chờ chú đi chú chịu. Cái khu vườn này chú đang múc hết lên, chú trồng cây ăn quả hết rồi. À, chú định trồng cây ăn quả. Trước đây trồng cây không hiểu quả, na nếc lung tung chết hết rồi. Nhưng mà cái đất này chú trồng cây nó có dễ sống không? Dễ chứ. Chú trồng vải này, cái vải hơn 20 năm rồi. Dạ. Đợt này chú đưa hết vải ra. Loại là lòng vải. Nó bằng nói chung là to bằng đấy mà cào cào bằng ngọc, ngọc hay là bằng cái gì? Hắn là đồng. 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 Rồi cái tiếp theo là cái gì? Cái tiếp theo thì cũng giữa cá thôi. À là ba cái giống nhau. Thì giống nhau. Là bác bán được 20 triệu. À. Là chắc hồi đấy là mấy chục năm rồi không? Cách đây phải mười mấy năm. Mười mấy năm. Nhưng mà chú đi đâu mà chú lại nhập được ạ? Làm ngoài ruộng đấy rồi cày bừa rồi động cái am đó. À. Đồng cái am nó là cái gì chú? Am cái kiểu là am nó đốt á. Đốt rồi nó để xuống đó. À, cái am là đào. Giống như là cái chum á. Am cái kiểu là nó hình vòng cống như thế. À. Là chú đi cày hay là cuốc phải? Thì cày là ngoài ruộng á. Cuốc ruộng ngoài đây hay là trên núi ạ? Ruộng ngoài đấy. Ngoài đồng ấy ạ. À. Ngoài ngay vườn đó. Nghĩa là ở trong cái am nó là có một số thứ ở trong đấy. À. Có một số thứ. Vừa tượng là cái gì? À. Bây giờ bọn cháu có nhặt nữa được không nhỉ? Có người ta nhặt hết rồi. Cô rồi là chúng cháu mà là chả đói đúng không? Mẹ cũng bỏ đúa mà đến trời cũng nuôi như mẹ mới xương. Ở như cái khu này là không có cái đỏ này. Đỏ vòng đá mà. Dạ. Đây là những cái thứ đang còn sót lại, chúng ta còn giữ lại đây. Này nó giống như cái đĩa đúng không chú? Hắn giống là cái đĩa gốm. Cái này có nhà khảo cổ nào người ta đến người ta xem chưa? Có chứ. Người ta nói như thế nào chứ? Còn nói là cái thời này lâu lắm mà nói chung thì cái thời Đồng Sơn, Đồng Siếc chỉ cách đây có mấy nghìn năm. Mấy nghìn năm hả? Ở như cái khu đây, khu nhà ngoài như này. Nhưng họ có giải thích tại sao khu vực này lại chứa những cái cổ vật nữa kho báu cả? Cái lúc canh nó nói là cái khi đó là người nó sinh ra là nó dùng cái này mà nó ở đây. Dạ. Thế là cái nì là anh đem là làm cái đỏ cải táng. À. Theo lốt người, để vâng. Theo lốt người. Vâng. Tất cả cái nì để theo lốt người hết. Vâng. Cái khu nhà ông anh thì đầy. Ông anh chú nhà chỗ nào rồi? Đây đi, nhà mới đó. Ở cái nhà đang làm đấy ạ? À. Đang lắp cửa đấy đúng không? Ở đó. Nhà cái bác bên đấy có nhận được cái gì không? Không. Còn cái đồ đi thì tôi cũng đào như đấy chứ. Vâng, nghĩa là đào hết lên luôn ạ? Ờ, bữa anh cào đất ra rồi ngoái ngoái động lấy lên chơi. Nhưng cái miếng này thì chú bảo nó giống như là cái miếng gì mà nó sa phát sáng được cái miếng ngọc. Cái gì đó? Đá ngọc. Hắn đi thuộc là đá. Đá hít đá. Cầm đá trồng lắm. Hơi khó nhỉ, tại vì các bạn phải sáp vào. Chú có ốp hẳn ốp sáp vào để hẳn lên nha. Nó đỏ. Nó đỏ đấy. Lên màu đỏ này. Ôi. Tiết thông mà. Và lên màu đỏ này. Kỳ đặc biệt đấy. Đá đặc biệt đấy chứ. Vâng. Cho cháu được không? Các chú lấy kỷ niệm thôi. Chú đã thử đi giám định cái viên đá này chưa? Chưa, nói chung là cứ mình mà được thì mình là bán bọn nó cổ, nhưng mà đá là đá giá trị cực kỳ luôn. Đây đây. Cái này có khi nào là ruby hoặc sapphire gì không? Hay đá đỏ? Không, không phải đá đỏ. Không phải đá đỏ là màu đỏ luôn. Nói chung cái đá này là lâu lắm, mà cái lúc thời cái đỏ này lâu lắm, mấy nghìn năm ạ. Vâng.
cái lúc đó nó trồn. Nhưng mà ngày trước chú có nhận được cái mảnh nó to hơn thế này không? Hay là chỉ bé thế này? Có chứ. Có cái cả cái vòng to gì chứ. To như cái chén luôn à? Ừ. Giờ còn cái gì nữa không chú? Không, bán hết cho bọn. Bán hết đồ. Nhà cổ đến mua hay là sao? Bọn nó mua đồ cổ đấy. Mua đồ cổ. Cái này nó không mua được. Cái này mới nhặt được cái cả hát mới mua hết đi. Mà cái này nhặt được lâu chưa? Cái này chú mới nhặt luôn hả? Mới nhặt được mấy bữa nay. Mấy bữa đây à? Chú nhặt ở khu nào chỉ cho cháu ra đấy cho đấy. Nhặt cho khu dưới nhiều anh mới đang đào đấy này. Đào mới đang múc đất đấy à? Đấy, khu đó. Cho thấy đang múc sâu sâu như kiểu múc ao á. Ừ, đó là múc ao đó. Tạm. Vừa rồi múc có phát hiện gì thêm không chú? Không. Còn dưới đưa lên một cái bãi gốm lại. Một bãi gốm luôn. Bây giờ còn cái gì không? Bãi gốm nó còn bây giờ còn gì để vậy? Bãi gốm nữa đâu. Bãi gốm nữa thì chờ còn có đất. Cái đĩa này hình như chú mới nhặt được hay sao? Ừ, mới nhặt đấy. Đất đang còn mới này. Đất đang còn mới mà. Cái mới nhặt này. Được cái tuần này. Mà hôm rồi mới múc ao này chắc mới nhặt được luôn. Này đây là hát để trên bãi núi. Ngay cái bãi. Cái này là đây là bằng sành hay không? Hát là gốm. Gốm cát. Gốm cát. Thời đã toàn gốm. Vâng. Tất cả đều. Cũng lạ nhỉ. Cái bãi này là toàn gốm này. Đấy, cái chân của nó. Ở dưới mặt dưới có gì không? Không có hoa văn gì. Giờ sạch đi. Không, hắn không có hoa văn gì hết. Hoa văn. Giờ sạch đi, giờ sạch. Cái này chắc do cái này hắn thuộc về gốm cát này là không có hoa văn. Vâng. Ừ. Này nó giòn, nó dễ vỡ. Cứng lắm, khô cứng cực kỳ luôn á. Nó giòn đấy. Còn hắn mới đất hàng mấy nghìn năm này mồ. Vâng. Ủa cái thời điểm mà rộng lên nhiều thông tin kiểu như gia đình mình nhặt được đồ quý thì có cái đoàn nào nó về thăm dò không chú? Thì cũng có mấy cái người giống các chú này giờ cũng cứ đến hỏi như thôi. À hỏi chứ không mang máy dò về rồi. Không có điểm máy móc gì Việt Nam. Hôm nay em mang máy dò. Còn như ở đây các chú làm á là ở dưới là hắn gọi là xương người. Xương người à? Hắn chôn trần sau trận đá này. Chôn trần xong rồi trận đá lên trên. Trận đá. Cái lúc đó chỉ có hò ván lắm chờ. Lúc đó là chỉ chôn trần, trận đá cho thú mới ăn thôi chứ. Có cái sọ. Vẫn còn sọ cơ. Vẫn còn hình lốt sọ xương trắng phao. À lốt xương. Lốt xương. Xương vẫn còn đúng không? Xương nói chung là hắt còn cái lốt trắng thôi chứ còn nó mục hết rồi. Hết thành đất hết rồi. Tàn hết rồi. Rồi, nó còn trắng trắng. Thời Minh Thủy ngày xưa chưa tiến hóa hết người, hộp sọ cao lắm người lúc đó tưởng tượng là phải cao khoảng 2 mét hai mét được người Tây á không phải đâu đấy không. Là người là người cổ đốc sơn cổ là người cổ chưa tiến hóa hết đấy nhưng mà cái lúc đó đã biết dùng cái loại đá như là nói là lúc đó cũng rất thông minh vâng. Mà làm mà nói là rất chi là có một cái thẩm mỹ cực kỳ rồi mày phải nói đúng là mình chấp nhận đá bóng đúng không? Cái bóng soi đèn phát đổi màu đổi màu thông hít thông cái này mà tắt hết đèn đi soi nó nhìn màu nó rực rỡ ban đêm cái này vừa rồi múc thì ở độ sâu khoảng bao nhiêu mét thì thấy được chưa? Hắn cạn thôi mà nên để trên núi thì chỉ khoảng tầm 30-40 phân thôi ngày xưa giống kiểu họ cứ đặt lên trên không trước là cũng để sâu nhưng mà xuống cái khu dưới chỗ cái nhà anh mới phá này là sâu cái cọc 1 mét rưỡi đất trên núi bồi xuống rồi còn trên núi thì chờ có đang cạn chảy đất xuống thì hắn lại cạn cái kiểu theo thời gian này nó chảy xuống. Ủa còn cái sự tích mà bàn cờ tiên ở trên kia thì chú có biết gì về cái sự tích đấy không chú? Nói chung thì cứ thấy các cô nói là cái bàn cờ tiên thôi mà đúng trên đó là cái hòn đá là hắn vuông xuống cái bàn cờ chứ còn cũng không có bàn cờ. Có kẻ được kẻ nó mặt cờ hay là có đường nét kẻ không? Không. Không có. Cái kia chỉ vuông vắn thôi. Anh chỉ vuông vắn thôi. Chắc là bị hòn đá chờ vẫn nó còn phong hóa rồi nên mình không nhìn thấy. Rồi. Như ví dụ như các chú á thì học thì có thể là biết. Nhưng mà tôi thì biết cái chi. Ví dụ là cái đường nét con mình đi mình các cụ cao niên từng thấy cái kiểu như hình tượng của hai ông tiên ngồi đánh cờ với nhau. Có hòn đá thì có đấy là câu chuyện nói chung là từ khi chú lớn lên nghe là đi dở dê dở bò là các cô cứ là hòn rãnh đa tiên trên đó là có bàn cờ tiên
thì ông cố ông ấy chỉ ở đây này cái hòn mà đá này nhỉ. Thì cái thằng cố lớn lên cũng đã là thấy nói rồi. Dưa gì? Kiểu là truyền thuyết. Truyền thuyết nhiều thế hệ. Nhiều thế hệ à? Nói chung là cũng lâu lắm. Nhưng mà khu vực trên núi thì có ai nhặt được cái gì không? Không. Không, nghĩa là chỉ ở khu vực dưới chân núi này thôi. Nói chung là khu vực trên núi đây là không. Nhưng mà khu vực đầu trên này, đầu trên thì có một cái am gọi là trong quan ngoài quát. Cái đó mấy thằng là nó ra nó múc đất, không biết đục. Trời vẫn còn nguyên đấy. Chỗ nào? Trên đầu núi trên. Trên đầu núi trên vẫn còn cái am? Vẫn còn cái am. Không ai dám mở ra hay sao? Nói chung là hắn cũng bẫy ra một miếng à. Mà không biết trong đó có chi không. Nhưng mà trời vẫn còn nguyên. Không ai mở không? Cái kiểu là trước là nó luyện vôi với lên mật với cho nó làm cứng lắm. Cứng. Trời vẫn đang còn nữa đấy chứ. Ở dưới đầu núi bên kia. Đầu núi trên. Chỗ cái nhà cái thằng lạc lạc ạ. Đi đây mày đi hết đường đây là ngay cái khuỷu mà đi viền giả về viền cầu xi đó. Đó. Mà hỏi cái thằng lạc lạc hắn ở đó. Là hắn chỉ á. Ông tên gì? Hắn là thằng Đan. Đan. Ông Đan à? Thẳng đây lên này. Thẳng đây lên có một cái đường giả về cái đường đi vâng, đó. Vâng. Đó. Chắc nay cái nhà đầu đó luôn đó. Nhà đầu tiên mình hỏi. Đấy. Đó đó đó. Mà ngay ta đi vô là có một cái hốc hắn lấy đất vô đó. Vâng. Ngay cái đường mà trên cầu xi ta đi vô đó. Vâng. Đó. Là hắn lấy đất vô đó. Dạ. Nó nằm cạnh bên giả đường bên mình. Vậy là... Nhưng mà nằm bên núi. Cái am nằm là cũng ở dưới thấp đúng không ạ? Thấp. Cách đường có lửa lên đây mà. Vâng. Ủa vậy có cái chú nào mà nhà gần chân núi mà khi cày ruộng gặp được cái chuông ấy chú? Là ai cơ? Nói chung lão nó chết đó. À chú mất rồi. Mới chết đây đúng không? Nãy ông kia nói đúng không? Chuông ấy là chuông đồng hay chuông vàng chú? Chuông đồng. Nói chung là cái chuông nó là trong một cái ngoài một cái. Trong một cái ngoài một cái. Nghĩa là nó úp cái bên cái nhau. Kiểu là chuông giật. Vâng. Chứ không. Còn trước đây là ở những đất nhà bà tôi này, là cái chùa trên đây, làm sao đây? Là có nó là cái chùa. Ờ, nghĩa là gần nhà chú nó có một cái chùa. Đây là cái chỉ, đây là cái chùa. Đây. Vết tích chùa ngày xưa đang còn sót lại hả chú? Giờ không có ai phát triển lên nào chứ. À cái chân đá đang còn này. À là có chùa mới có nghè. À nghĩa là cái chân đá kia ngày xưa là chùa chú. Đây, chùa từ đây thì có nói là từ đây. Được. Chùa đứng từ đó. Có chùa cổ này sao người ta không bảo vệ. Ở trên kia là những cái phiến đá cũ của cái vết tích chùa đấy. Đá từ đại. Chùa nào chứ? Trước ở đây là cái chùa. Đây là một cái chùa đây rồi, khu này à? Ừ. Bây giờ còn cái gì ở đây nữa không? Nhưng mà cái thời chú lớn lên là đã còn cái gì không chứ? Không. Lớn lên là trong đây. Nghĩa là các ông các bà kể lại thôi. Không. Đất không. Chờ ở đây thì có gạch đây đi. Gọi gì gạch ngon ngon. Cái gạch xoay. Vâng. Ừ. Gạch muốn cam. Cái bên đấy là thuộc cả hộ gia đình khác rồi nhá. Bên đó là nhà bà đẻ thôi. À, mà cháu sang chỗ mấy cái phiến đá tí được. Sang đây chú cái sang đây làm thôi. Dạ. Mà đây là cái nhà. Bây giờ còn cái gì ở đó? Mà đó thì chờ còn có gạch các cái gạch vỡ thôi. Theo như chú ấy nói là tại đây ngày xưa từng có những cái vết tích của một ngôi chùa cổ ở đằng ngay đây này các bạn này. Thì mình sẽ đi sang xem. Ở đây thì như mình thấy là có rất nhiều những cái phiến đá nằm ở toàn bộ khu vực xung quanh này các bạn này. Rất nhiều đá. Đây có những phiến đá xếp.
xếp lên nhau các bạn ạ. Theo như chú thì do nhiều năm nên là cũng không còn nhiều dấu tích. Từ ngày chú lớn lên đã không còn, chỉ nghe bố mẹ kể lại. Mà chú ấy năm nay cũng hơn 40 rồi. Đây giống như kiểu như một cái bãi đá nổi thôi các bạn. Ở trên đây là núi Tiên Nông rồi các bạn ạ. Rất nhiều đá.